Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Chuyện tháo cái yếm hay là bửng xe để giúp cho xe nhẹ hơn hay còn một vấn đề nào đó. Yếm xe hay đừng gọi là bửng là một trong những bộ phận quan trọng của phần dàn áo, nhưng lại có rất nhiều anh em thích tháo luôn cái cặp yếm ra để cho gọn đẹp. Nhưng thật mình thấy chuyện đó là quá phi lý, không những không có ích mà nó còn ảnh hưởng xấu đến chiếc xe của bạn. Nguồn gốc của chuyện là tháo yếm. Nói chung, cái việc kiểu chơi tháo yếm xuất hiện ở Việt Nam khá lâu, vào những đầu năm 2000, do những tay chơi quay cream khởi xướng. Những cái chiếc xe này thường chạy ở những cái tốc độ là không cao, nên việc tháo cái yếm cũng không ảnh hưởng nhiều cho xe. Tuy nhiên, khi chạy nhanh, người lái sẽ có cảm giác, là gió tạt vào người cực kỳ mạnh. Những công dụng ít ai biết của cái yếm xe. Chú ý, màu xanh lá là lượng gió cho bánh xe tạo ra, còn cái màu xanh biển là lượng gió đã được phân bố. Hai bên yếm của một cái chiếc xe khi ghép lại sẽ tạo ra một cái phần mỏ cài. Phần mỏ cài này sẽ hấp thụ hết cái lượng gió ở bánh trước tạo ra khi chúng ta di chuyển. Lượng gió này sẽ được sử dụng là 80% tập trung vào cái cục máy để hỗ trợ quá trình tải nhiệt. Phần còn lại sẽ được phân bổ là sang cái phần là hốc gió của chiếc xe, tăng thêm cái chút ổn định của chiếc xe. Đây gọi là thiết kế khí động học. Khi tháo cái yếm hay bửng ra, không thể chối cãi rằng nó sẽ giúp cho cái phần tải nhiệt của máy tốt hơn, nhưng đồng thời chiếc xe của bạn chắc chắn cũng sẽ bay bổng hơn rất nhiều. Ở các tốc độ cao, bạn sẽ cảm thấy chiếc xe của bạn mất đi cái sự ổn định do nhiều luồng gió tác động trực tiếp vào. Nhiều người lái không cứng thì cái trường hợp té ngã là điều rất khó tránh khỏi. Và khi chúng ta chạm độ cao, chắc chắn các bạn sẽ rất khó tránh né những cái cục đá nhỏ văng vào vị trí cái phần máy. Nó càng nguy hiểm hơn khi không có sự che chắn của cặp yếm bửng. Thật sự với một cục máy thì đá nhỏ tưởng chừng như vô hại, nhưng ở những tốc độ trên 100 km/h, nó là một cái viên đạn đích thật nhé. Một viên đạn này sẽ rất dễ làm cái phần đầu lòng bị xước. Đặc tệ hơn nữa, chiếc xe sẽ bị lấp bơi bởi bị áp lực từ những cục đá này. Cái cặp yếm bửng của một chiếc xe không những làm đẹp mà nó còn có những cái công dụng là tối ưu hóa sinh học và che chắn cho phần máy. Vậy nên đừng cứ dại khờ mà đột nhiên tháo bửng ra nha anh em. Sacha 110 đột ngất ngay với cái dàn ghi đông bạc chịu. Dẫn đầu những cái sức mạnh ở phân khúc là hai bộ Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn kiển, và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà cái chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp, và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa để tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, phát rộng hơn cái phần bửng ở bên trái để chiếc xe lắp được cây chịu lực matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắp đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tay con tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino, được anh em chơi xe chuyển hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với có combo miễn dịch của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau sử dụng cho mình là phục hoa liên và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe.
Phần nhựa nhám của chiếc xe được vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sưu được rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thở được ứng dụng bằng một cái bộ tăng STP được kho nóng độ cao lên màu trông rất ấn tượng, và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Chèn chân được hạ xuống bánh căm trên chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F150 2.9 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chu gồm thế pha biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, và chi tiết nhớ like, subscribe.